Và mình nghĩ là nên mắt chữ Jose thì hầu như là ai học tập và làm việc ở Nhật đều đã từng nghe rồi. Vậy tại sao phải làm thủ tục thuế cuối năm? Người nước ngoài không thường trú thì không cần thiết làm điều chỉnh thuế cuối năm. Người nước ngoài khi tiến hành điều chỉnh thuế cuối năm cũng có thể nhận được những khoản miễn giảm cho người phụ thuộc. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại Suimi Channel và mình là Tami. Và mình nghĩ là nên mắt chữ Jose thì hầu như là ai học tập và làm việc ở Nhật đều đã từng nghe rồi. Nhưng mà trong đó không phải ai cũng hiểu rõ mục đích hay thủ tục là như thế nào. Ngày hôm nay thì mình sẽ giải thích chi tiết từng phần nha. Các bạn hãy xem đến cuối video để có thể biết thêm và bổ sung những kiến thức cho bản thân nhé. Vậy tại sao phải làm thủ tục thuế cuối năm? Nói đơn giản là thuế thu nhập được khấu trừ vào lương hàng tháng của các bạn, nhưng số tiền chỉ là ước tính. Việc điều chỉnh thuế cuối năm được thực hiện để điều chỉnh số thuế thu nhập được khấu trừ từ dự đoán đó thành thuế thu nhập chính xác. Ngay cả khi bạn là người nước ngoài, bạn cũng phải có nghĩa vụ khấu trừ thuế từ tiền lương hàng tháng của mình và trả cho quốc gia giống như người Nhật. Tuy nhiên, thuế suất hay còn gọi là tỷ lệ thuế có hay không điều chỉnh thuế cuối năm thì khác nhau, tùy thuộc vào phân loại của người đó. Sau đây thì mình sẽ giải thích sự phân loại đó. Các bạn cần lưu ý một số người cần điều chỉnh thuế vào cuối năm và một số thì không. Người nước ngoài làm việc tại Nhật Bản được chia thành người thường trú và người không thường trú. Người thường trú lại được chia nhỏ thành người vĩnh trú và người không vĩnh trú. Dù là người nước ngoài thuộc bất kỳ trường hợp nào thì việc khấu trừ thuế từ tiền lương hàng tháng đều là bắt buộc. Tuy nhiên, tỷ lệ thuế bị khấu trừ sẽ khác nhau tùy vào từng trường hợp. Ngoài ra, trong 4 trường hợp trên, chỉ có người thường trú cần phải bắt buộc làm điều chỉnh thuế cuối năm. Thường trú nói đơn giản là người được công nhận đang sống ở Nhật Bản, cụ thể là thứ nhất, những người có địa chỉ ở Nhật Bản, thứ hai, những người đã sống ở Nhật hơn 1 năm và một số trường hợp đặc biệt khác. Tiếp theo, như mình đã nói ở trên, người thường trú lại được chia nhỏ hơn nữa thành người vĩnh trú, Ejusa, và người không sống vĩnh trú, Hiejusa. Người không sống vĩnh trú là người không có quốc tịch của Nhật Bản, trong vòng 10 năm trở lại đã có địa chỉ ở Nhật hoặc tổng cộng thời gian sinh sống tại Nhật dưới 5 năm. Vậy thì phạm vi và đối tượng chịu thuế của người sống không vĩnh trú sẽ như thế nào? Người sống không vĩnh trú sẽ bị đánh thuế đối với nguồn thu nhập phát sinh trong nước, không tính nguồn thu nhập từ nước ngoài. Đồng thời, đối với người sống không vĩnh trú, thu nhập tiền lương sẽ bị khấu trừ thuế theo tỷ lệ giống với người Nhật và bắt buộc phải tiến hành điều chỉnh thuế cuối năm. Mặt khác, đối với thu nhập của người vĩnh trú thì toàn bộ thu nhập phát sinh trong và ngoài nước sẽ đều bị đánh thuế giống như người Nhật và cũng bắt buộc phải làm điều chỉnh thuế cuối năm. Người nước ngoài không thường trú thì không cần thiết làm điều chỉnh thuế cuối năm. Nói đơn giản, đây là những người có địa chỉ sinh sống tại nước ngoài chứ không phải tại Nhật. Người không thường trú cần tự bản thân khấu trừ thuế từ thu nhập tiền lương với tỷ lệ khấu trừ thuế là 20,42%. Và đây cũng chính là điểm khác nhau vì tỷ lệ khấu trừ thuế của người thường trú không giữ cố định. Vì tỷ lệ thuế khấu trừ của người không thường trú luôn được cố định là 20,42% nên không cần thiết điều chỉnh, đồng thời không cần phải đóng thuế thị dân. Để loại trừ khả năng bị thuế quốc tế 2 lần thì người không thường trú có thể nộp đơn khai báo liên quan đến điều lệ thuế để có thể nhận được giảm nhẹ hoặc miễn thuế. Những bạn nào có hứng thú thì nên xác nhận kỹ càng trước nhé! Nghiên cứu sinh người nước ngoài và người làm việc vào kỳ nghỉ sẽ tương đương với người thường trú hay người không thường trú. Như khi nãy mình đã giải thích, không liên quan đến số năm làm việc mà điều này sẽ được phán đoán dựa vào địa chỉ cư trú tại Nhật và thời gian mà người đó sinh sống tại Nhật. Đặc biệt, người nước ngoài đến Nhật bằng visa làm việc vào kỳ nghỉ thường không sống ở Nhật quá 1 năm nên sẽ là đối tượng sống không thường trú. Người nước ngoài khi tiến hành điều chỉnh thuế cuối năm cũng có thể nhận được những khoản miễn giảm cho người phụ thuộc giống như người Nhật. Tùy vào gia đình phụ thuộc của người đó đang sinh sống ở Nhật hay ở nước ngoài thì giải pháp áp dụng cũng sẽ thay đổi.
Trường hợp người phụ thuộc sống tại Nhật thì các thủ tục tiến hành sẽ giống y như người Nhật. Cụ thể cần điền tên vợ hoặc chồng, người phụ thuộc, ngày tháng năm sinh, quan hệ, số tiền thu nhập vào đơn khai báo miễn giảm phụ thuộc. Trường hợp nhận hỗ trợ miễn giảm cho người vợ hoặc chồng thì cần thiết phải điền các thủ tục bắt buộc như vậy vào giấy đăng ký miễn giảm đối với vợ hoặc chồng. Trường hợp người phụ thuộc sống tại nước ngoài thì cần có nghĩa vụ nộp các giấy tờ chứng minh quan hệ ruột thịt và giấy tờ chuyển tiền trợ cấp. Hồ sơ được nhận từ người nước ngoài này sẽ được lưu giữ cùng với giấy tờ liên quan đến điều chỉnh thuế cuối năm như là giấy đăng ký nhận miễn giảm phụ thuộc trong thời gian là 7 năm. Trường hợp không kịp chuẩn bị hồ sơ, dù muộn cũng cần phải nộp đầy đủ trước thời hạn điều chỉnh thuế cuối năm là ngày 31 tháng 1 của năm sau. Tiếp theo, mình sẽ giải thích những loại tài liệu nào tương ứng với hai trường hợp trên. Giấy tờ thân nhân là giấy tờ chứng minh người thân đó thực sự là thân nhân của người lao động. Nếu người thân phụ thuộc nước ngoài là người Nhật Bản thì phải có giấy tờ gốc do chính quyền quốc gia hoặc địa phương cấp, bản sao hộ chiếu, bản sao phiếu đăng ký gia đình cộng bản gốc và hộ chiếu là bản sao. Khi thân nhân phụ thuộc nước ngoài là người nước ngoài thì các giấy tờ do chính phủ nước ngoài cấp bao gồm tên, ngày sinh, địa chỉ của thân nhân cư trú nước ngoài, bản sao sổ hộ khẩu, giấy khai sinh và giấy đăng ký kết hôn. Các tài liệu liên quan đến chuyển tiền là tài liệu chứng minh bạn đang thực sự chuyển tiền cho người thân sống ở nước ngoài, giấy tờ của tổ chức tài chính chứng minh người cư trú đã gửi tiền cho người thân thông qua giao dịch ngoại hối do tổ chức tài chính thực hiện. Lưu ý, không cần bản gốc, bản photo cũng sẽ được chấp nhận. Hơn nữa, nếu bạn sử dụng bản sao sổ tiết kiệm làm tài liệu liên quan đến việc chuyển tiền, cần nêu rõ tên người gửi, tên người nhận, ngày chuyển tiền và số tiền chuyển khoản. Tiếp theo là các giấy tờ cần thiết để điền vào hồ sơ điều chỉnh cuối năm và cách điền. Các giấy tờ cần thiết cho việc điều chỉnh cuối năm cũng giống như của người Nhật, ngoại trừ giấy tờ quan hệ thân nhân và giấy tờ chuyển tiền như mình đã giải thích ở bên trên trước đó. Ngoài ra, tờ khai khấu trừ cơ bản cho người có thu nhập từ tiền lương, tờ khai khấu trừ cho vợ, chồng, kiêm tờ khai khấu trừ điều chỉnh mức thu nhập, tờ khai khấu trừ từ người mà bạn đang trợ cấp hàng tháng và cuối cùng là tờ khai khấu trừ phí bảo hiểm. Về phương pháp điền vào báo cáo điều chỉnh cuối năm cho người nước ngoài, cần có những lưu ý sau khi nhận giảm trừ vợ, chồng và giảm trừ người phụ thuộc cho người thân định cư ở nước ngoài. Khoanh vào cột người thân không cư trú của báo cáo giảm trừ người phụ thuộc và khoanh vào cột người phụ thuộc không cư trú của báo cáo khấu trừ người phụ thuộc. Ghi tổng số tiền gửi cho vợ, chồng không cư trú và người phụ thuộc vào phần thực tế chi phí kế sinh nhai của báo cáo giảm trừ người phụ thuộc và báo cáo giảm trừ vợ chồng. Ngoài ra, báo cáo điều chỉnh thuế cuối năm có cột đóng dấu nhưng đối với người nước ngoài thì cũng có thể thay thế bằng chữ ký. Các bạn cảm thấy thế nào? Những điểm chính khi người nước ngoài làm thủ tục điều chỉnh thuế cuối năm là đối tượng có địa chỉ ở Nhật, sống ở Nhật trên 1 năm. Nếu người nước ngoài có người phụ thuộc cần tài liệu như các quan hệ thân nhân và tài liệu chứng minh số tiền đã gửi để nắm rõ và tránh nhầm lẫn khi làm thủ tục, các bạn nên trao đổi với công ty trước nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến cuối video của mình. Nếu thấy nội dung còn thiếu hay khó hiểu, các bạn hãy thông cảm nha. Nếu có thắc mắc hay có nắm rõ thì hãy chia sẻ cho Swimmy Channel cũng như mọi người đang hiện sống và làm việc tại Nhật Bản nhé. Và cuối cùng, nếu thấy video này hay thì hãy like, share và đăng ký kênh Swimmy Channel của mình nha. Hẹn gặp lại các bạn ở những video lần tới. Bye bye!